Xin kính chào thầy Bùi Dư Phương cũng như là các thầy cô trong cộng đồng của chúng ta. Em được biết đến thầy Bùi Dư Phương qua rất nhiều video có giá trị và bổ ích của thầy. Thế thì đặc biệt là ấn tượng là trong thời gian hè rồi thầy giáo cũng đã đầu tư rất là nhiều tâm huyết và công sức để cho các thầy cô tham gia không những học tin học và học tiếng Anh trong thời gian rất là dài. Và khi được học như thế thì rất nhiều thành viên là cũng đã tiếp cận được nhiều kiến thức rất là bổ ích. Và trong quá trình thầy giáo Bùi Dư Phương giảng thì thầy cũng đã thành thạo được tiếng Anh, và nghe thầy phát âm tiếng Anh thì thấy cũng rất là chuẩn. Thầy chứng tỏ là thầy giáo cũng đã có cái sự đầu tư thì thầy giáo mới nói được tiếng Anh như thế. Và trong quá trình thầy giáo viết lên cái nội dung cho mọi người theo dõi, thầy giáo cũng từ ngữ tiếng Anh thầy giáo viết rất là nhanh, rất thành thạo. Đấy là những cái chi tiết rất là nhỏ thì em cũng đã để ý. Thế thì em thì cũng cũng tham gia được cộng đồng trong một thời gian thì thấy mình rất là ấm áp và rất ấn tượng khi mà gửi tiền gần 4 triệu cho thầy thì lại gửi nhầm sang số tài khoản của thầy Đoàn. Thế thì thầy Đoàn thấy liên hệ với em luôn để thầy bảo gửi lại. Thế thì từ đó lại có thêm một người anh, một người thầy nữa. Điều đó thấy rất là giá trị, và em cũng bây giờ vẫn thỉnh thoảng thường xuyên vẫn kết nối với thầy Đoàn và chia sẻ tài liệu cũng như là gửi bài cho con của thầy Đoàn để cho cháu học cho tốt hơn. Và cũng cũng tham gia công tác chuyên môn thì em cũng tham gia khá là nhiều, cũng viết sách, viết tài liệu. Thế thì cô Tuyết trợ lý bảo thế sao anh không chia sẻ, không nói nhiều nói lên cho mọi người biết. Thế thì em thì cũng nghĩ là mình cũng luôn trên tinh thần học hỏi và lắng nghe. Thế thì trong cái thời gian thi học sinh thi giáo viên dạy giỏi vừa rồi thì em cũng đã áp dụng phần mềm Predictor do thầy giới thiệu. Nếu mà không có học thầy thì chắc chắn là em đã không sử dụng cái phần mềm đó. Và em sử dụng vào cái lúc cuối cho học sinh tham gia luyện tập thì các em tham gia rất hiệu quả và sôi nổi. Và em cũng đã mua bản quyền của thầy về cái phần mềm Clapboard. Đấy, phần mềm đấy thì cũng đã sử dụng để đưa cái trí tuệ nhân tạo mà hôm thầy giới thiệu trong quá trình mình xây dựng câu hỏi do máy tính đề xuất, thì cũng làm cho học sinh phấn khởi hơn và hứng thú hơn. Vì đấy là câu hỏi khi mà mình đưa vào thì cái câu hỏi đó thì đôi khi là mình cũng không được chuẩn bị trước, không biết trước. Thế nhưng mà câu hỏi đó nó rất là ngẫu nhiên, nhưng mà nó lại hay ở chỗ là câu hỏi đó đã có các cái mức độ từ nhận biết đến thông hiểu đến vận dụng, và khi đưa nội dung thì phần mềm đã xuất ra câu hỏi rất là nhanh. Thì trong quá trình làm thực hiện thì em cũng đã chuẩn bị chương trình thi giáo viên giỏi năm nay, thì một là thi bài giảng và đến buổi chiều thì thi báo cáo một biện pháp. Thì theo như kế hoạch ở bộ chỉ đạo thì không chỉ tỉnh mình mà các tỉnh khác cũng đều thi như vậy. Thì cả hai bài đấy thì trong quá trình nỗ lực cố gắng thì cũng đã đều là kết quả cao nhất. Tuyệt Thì trong vời. đó chắc chắn là có dấu ấn của thằng thầy Bùi Dư Phương, của cộng đồng. Bởi vì khi mà em thực hiện cái phần mềm Predictor thì nói thật với thầy là trước đó là chưa dùng bao giờ. Ngay quá. Thế là hôm sau thi giảng rồi, tối hôm nay đến 10 rưỡi bắt đầu mới vẫn thử nghiệm xem phần mềm đó ra sao, như thế nào. Còn trước đó thì mình cũng chưa có thời gian để chuẩn bị kỹ được vì thời gian nó gấp. Thì cũng gặp một số các vướng mắc thì cũng nhắn lên cộng đồng, thì các thầy cô cũng chia sẻ hỗ trợ cho em thêm. Thì khi mà có kết quả thì cũng chia sẻ với thầy cô. Thì trong cộng đồng mình có một số thầy cô cũng nói là thế, chia sẻ cái thêm kinh nghiệm về thi thế nào. Một số kinh nghiệm thì khi có thời gian thì chắc chắn là cũng không giấu giếm gì cả, và cũng hoàn toàn đã chia sẻ với các thầy cô để các thầy cô cũng tham khảo thêm. Và trong cộng đồng của chúng ta thì phải nói là rất là đoàn kết và có tinh thần hỗ trợ lẫn nhau rất tuyệt vời. Thế còn em cũng chưa có dịp để đi đến trực tiếp vào các thầy cô trong các cái dịp gặp offline, ví dụ như là đặt ở Nghệ An vừa rồi đấy, thì mình ngồi nghe thì thấy thầy cô cũng tâm sự rất là hay, ý nghĩa chương trình rất là tuyệt vời, và thầy Bùi Dư Phương cần bỏ tiền túi ra rất là nhiều để bù vào để hỗ trợ thêm cho các thầy cô. Mình không tham gia nhưng mình nghe thì mình cũng cảm thấy
thấy là thấy rất là ấm áp vì thầy cũng đã chia sẻ và đặc biệt là kết nối được với nhiều người, và với thầy thì chắc chắn là một người chồng, một người thầy, một người cha đều là tâm huyết mẫu mực. Như vậy là giá trị, như quan trọng nhất là thầy giáo đã đem lại được giá trị cho mọi người, và khi đã đem lại được giá trị cho mọi người thì chắc chắn kết quả cũng như là cái thành quả mà thầy giáo nhận được thì giống như là hoàn toàn xứng đáng. Và chúc thầy luôn phát triển, có nhiều những ý tưởng mới, những bài giảng hay, tâm huyết để truyền tải đến cho tất cả các thầy cô, tạo ra sức lan tỏa ngày càng lớn hơn. Và cũng nhân dịp sắp tới là ngày 20 tháng 11, xin kính chúc thầy cùng tất cả các thầy cô luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và vạn sự cát tường. Xin cảm ơn ạ.